Diễn biến mới nhất vụ người phụ nữ bị chồng đánh dã man đến bất tỉnh ở Đà Nẵng. Chỉ vì những mâu thuẫn trong cuộc sống lẫn sự túng quẫn về chuyện tiền bạc, người đàn ông đã nhẫn tâm bạo hành vợ gây thương tích nặng. Liên quan vụ người phụ nữ bị chồng đánh dã man đến bất tỉnh gây xôn xao dư luận, chiều ngày 28 tháng 4, Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Tân, 53 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu về tội cố ý gây thương tích. Qua điều tra, ông Tân và chị BP, 33 tuổi, sống với nhau có hai con chung nhưng không đăng ký kết hôn. Hai năm trước, ông Tân và chị P có mượn tiền của nhiều người để xây nhà. Do thời gian gần đây làm ăn khó khăn nên cả hai túng quẫn, thường xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 21 giờ tối mùng 4 tháng 4, ông Tân đi làm về, sau khi nhìn thấy chị P, ông này liên tục chửi bới, dùng tay chân đánh đập chị, rồi nhấc bổng chiếc ghế lên cao giáng xuống người chị. Chưa dừng lại, ông Tân còn cầm cả chai rượu đã hết bằng thủy tinh vụt vào đầu khiến chị P đau đớn. Sau khoảng 10 phút bị đánh đập liên tục trên tầng 2, chị P đã chạy trốn xuống tầng 1, tuy nhiên người chồng vẫn đuổi theo và tiếp tục dùng vũ lực với chị. Phải đến khi chị P chạy thoát được ra ngoài, cầu cứu hàng xóm thì ông Tân mới chịu dừng lại. Chị P sau đó được hàng xóm đưa đi bệnh viện điều trị, tỷ lệ thương tích 12%. Làm việc với Công an quận Liên Chiểu, Nguyễn Tân thừa nhận hành vi bạo hành vợ của mình.